safe and sound that I wanna know. Một trong những cái điểm mà check-in mùa thu rất là đẹp ở Seoul chắc mọi người ai cũng biết rồi, đó là Tháp Năm Sao, đúng không nè? Thì Tháp Năm Sao mình đi cũng nhiều lần rồi nhưng mà mình chưa bao giờ đi vô mùa thu luôn mọi người ạ. Cho nên hôm nay mình sẽ quyết định chọn cái địa điểm là Tháp Năm Sao để đưa vào cái chuyến tour mùa thu cùng ăn lần này. Và mình đang hiện ở ga Chungmuro. Theo như bản đồ á, nó kêu mình là đi ra cổng số 2, xong rồi mình sẽ bắt cái xe buýt màu vàng để đi lên Tháp Năm Sao đó mọi người. Bây giờ thì mình kiếm cái chỗ để bắt xe buýt nào. Hình như nó ngay ở trước mặt mình luôn. Hiện tại thì phải đứng chờ xe buýt mọi người ạ. Xe buýt nó vẫn chưa có gọi là xuất bến á. Và ngay gần đây, cái chỗ gần đây là cái chỗ hồi năm rồi mình làm xuất khóa mọi người, cho mọi người cùng xem nha. Ở ngay cái hướng đó đó, ở ngay cái ngã tư đó, đó mình làm ngày xưa, mình làm cái nhà khoa gần ngay cái ngã tư đó đó mọi người. Cái ngã tư chỗ này là có thể thấy được Tháp Năm Sao luôn. Đi lên Tháp Năm Sao thì có rất là nhiều cách để đi. Nếu như mà chỉ đi tàu không á, rồi xuống ở ga Myeongdong á mọi người, thì mình phải đi bộ 24 phút lận. Nhưng mà mình đi bộ một ít thì được, chứ đi bộ nhiều quá thì cũng không thích á. Cho nên là mình quyết định chọn đi cái xe buýt chuyên chở khách lên Tháp Năm Sao. Thì cái xe buýt này nè, mình nhớ lần đầu tiên mà mình đi á là phải chờ rất là lâu và rất là đông luôn. Mình mong là bây giờ sẽ không đông như cái năm đầu tiên mình qua Hàn Quốc. Và hiện tại thì nó còn 1 phút 40 mấy giây nữa là nó tới cái trạm xe buýt mình đang đứng chờ nè. May quá. Ngày trước á, mình phải đứng chờ gần 30 phút nha mọi người thì mới có xe tới. Và mọi người biết đó, nếu mà cái thời gian mà mình chuyển tàu chuyển xe nó chỉ cho mình có 30 phút thôi, mà cái xe buýt nó tới lúc phút nó tới lúc phút thứ 29 đó mọi người. Nên là rất là may lúc đó là mình hoan xưng được. Chứ không thôi thì phải tốn thêm một cái lần tính tiền nữa thì nó rất là tiếc luôn á. Ở đây mình cho mọi người xem cái view nhỏ nhỏ mà mình có thể thấy Tháp Năm Sao nha. Đó. Ở đằng sau cái lùm cây ở đó thì là Tháp Năm Sao đó mọi người. Ngày trước thì ở đây có một cái công trình dở dang nhưng mà bây giờ thì nó sang bằng lại rồi, cũng may, chứ không thôi thì cũng không quay được cho mọi người xem. Ngày xưa nó là màu vàng mà bây giờ nó là màu xanh mọi người ạ. Đúng là mấy năm rồi nó thay đổi nha. Cuối cùng thì mình cũng đã lên tới Tháp Năm Sao rồi mọi người ơi. Và lần này mình đi rất là nhẹ nhàng và không phải gọi là chen chúc như là 6-7 năm trước mình đi lần đầu tiên đi bằng xe buýt nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem sơ quang cảnh ở đây. Và wow, lá ở đây nó thay đổi màu rất là nhiều luôn mọi người. Đúng là mùa thu thì mình phải đến đây để check-in cũng như chụp hình nha mọi người. Mọi người có thấy xa xa ở phía đằng kia không? Có cái tòa nhà màu nâu nâu á, khách sạn The Silla mọi người. Và thường thì bạn nào có nhiều tiền thì nếu mà có nhiều tiền thì hãy đặt phòng ở đó nha. Hơi bị tuyệt vời luôn á. Bây giờ thì mời mọi người đi bộ lên phía trên tháp với mình nha. Ồ, giờ đi nhờ ngắm lá nha. Lá thì nếu như mà nói đúng về màu sắc của nó bây giờ á, nó là ở cái độ mà nó sắp rụng rồi mọi người. Ồ, cho nên là
thực ra nếu mà nhìn hình á, nhìn qua hình á, nhìn qua hình ảnh thì có thể là sẽ bị đánh lừa về màu sắc. Cho nên là hiện tại là cũng gần cuối tháng 10 rồi, lá cây cũng sắp rụng hết rồi. Bạn nào mà chưa đi thì tranh thủ đi nha. Và mọi người biết đó, cái tập Running Man gần đây nhất á, thì nếu mà đến Nam San thì sẽ ăn món gì đúng không nè? Thì sẽ là nếu đến Nam San thì tụi mình phải ăn tonkatsu, đó là món thịt chiên, nó nhúng bột thịt chiên thôi. Thì xíu nữa mình sẽ đi tới cái quán đó. Thật ra thì cái quán đó là cái quán mà mình với anh xã mình cũng hay ăn. Nhưng mà bữa Running Man quay cái vô cái quán đó mình cũng bất ngờ luôn. Tại sao lại chọn cái quán đó đó? Thì lần này mình sẽ dẫn mọi người đi ăn ở cái quán đó một lần nữa nha. Đói rồi. Rất là dốc nha mọi người, vừa đi vừa thở, rất là mệt luôn. Mình cũng nhớ là mấy năm trước mình đi xe buýt xong rồi mình đi bộ lên, mà sao cái năm đó thấy không có mệt, còn bây giờ nó mệt kinh khủng luôn. Mình sẽ chia sẻ một cái tip nhỏ nhỏ dành cho bạn nào mà đang sinh sống và học tập ở Hàn Quốc á. Nếu mà bạn tới khắp Nam San á và bạn muốn mua vé để đi lên cái tầng ở trên cao á, thì nếu như mà mình mua vé tại chỗ mình phải trả tới 16.000 won. Nhưng với cái tip mình sắp chia sẻ ở đây thì các bạn có thể tiết kiệm được vài nghìn won nha. Để mình lên tới rồi mình kiếm chỗ mình ổn định lại đã, rồi mình sẽ chia sẻ với mọi người nha. Hôm nay thì ở đây người ta có một cái hoạt động hay một cái chương trình gì đó mọi người, mình cũng không biết chương trình gì luôn, nhưng mà rất đông người đó. Ở đây thì có nhiều cây lá đỏ hơn, và nhìn lên đây sẽ là thác Nam San đó. Cái mình nói là bạn muốn mua vé và đi lên cái chỗ đó đó, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ tiếp cho mọi người nha. Trước tiên á là nhắc lại là đây là cái tip dành cho bạn nào mà đang sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc thôi nha. Bởi vì cần phải có số tài khoản, số điện thoại ở Hàn Quốc cũng như là ngân hàng ở Hàn Quốc thì mới sử dụng được thôi. Thì dành cho bạn nào chưa biết á, ở đây bạn có thể tải app Yanuncha. Xong rồi nếu như bạn chưa có tài khoản thì bạn tạo tài khoản, và tạo tài khoản xong là mình có thể mua bất cứ cái gọi là cái vé nào mà mình muốn đi đến, cái nơi mà mình muốn đi đến. Thì ở đây khi mà bạn bấm vô, nó vô màn hình chính nó sẽ như thế này ha, và bạn sẽ bấm vào phía trên này, bấm vào phần tìm kiếm thì bạn sẽ vào phần leisure hoặc là ticket ngay ở giữa đây. Rồi sau đó là bạn có thể nhập từ khóa, chẳng hạn như bạn muốn đến cái địa điểm là tháp Nam San thì bạn sẽ để là Nam San Tower, và sau đó là nó sẽ ra ngay cái đầu tiên luôn, Nam San and Tower Chon Mang Tae Yung Quân đó. Thì bạn chỉ cần mua, thì bạn chỉ cần bấm vào đó, bấm vào cái dòng đầu tiên ha, và chọn mua là xong. Thì giá vé cho người lớn là mình mua trên đây mình sẽ giảm được 20%, chỉ còn 12.800 won thôi mọi người ạ. Và giá vé cho con nít đó là 9.600 won. Thì ở trên đây mình mua như vậy nó sẽ tiết kiệm hơn, và mình cũng có thể tích điểm được ở trên cái app này luôn. Sau này thì mình có thể dùng cái điểm đó để mình mua một cái chương trình khác cũng được. Lần này đến tháp Nam San thì mình chỉ giới thiệu những cái địa điểm mà check-in lá đỏ lá vàng nổi tiếng ở Seoul thôi, cho nên là mình sẽ không lên cái tháp En Tower. Nếu mà mình có lên thì mình sẽ đi với anh xã của mình,
mình lên cái tháp đó chắc cũng một hai lần vậy rồi, mình cũng không nhớ nữa. Mình nghĩ là bây giờ nó cũng có một chút đổi mới ở trong cái tháp đó. Bây giờ thì mình đã tới tiến gần hơn ngày này mọi người. Đây, ở ngay sau lưng mình có một cái điểm để mình check in. Đây, Nhan Sâu Tower. Mọi người có thể đứng đây và check in. Đó, ở trên kia thì có cái nơi để mình ngồi nói chuyện uống nước. Và ở đây là cái phòng vé nè mọi người, mua vé ở đây. Và nếu như mà bạn nào mà ở sống sinh sống ở đây á, thì hãy sử dụng cái tip mà mình chia sẻ hồi nãy nha, mình sẽ tiết kiệm được nhiều hơn. Nếu như mình nhớ không lầm thì ngày trước ở đây là một cái khoản để treo móc khóa luôn, nhưng mà bây giờ hình như là người ta đã bỏ đi nhiều rồi á, rồi người ta làm lại kiến trúc hay sao á, nhìn lạ ghê luôn. Lâu không lên cái gì cũng thay đổi hết. Nó cái gì ta, có móc khóa mọi người, móc khóa tình yêu á, nó giảm bớt rồi. Nó chỉ còn để lại một vài ha, một vài điểm nhấn trên cái cầu thang như vậy thôi, mọi người có để ý không? Đó. Ở đây tiếp tục là một cái con đường đi xuống. Theo như chỉ dẫn thì đi xuống đây sẽ là cái khu ăn uống đó mọi người. Ở đây có nhiều cái cửa hàng ăn uống nè. Mình thì mình không nghĩ là mình sẽ ăn uống trong đây, cho nên là thôi mình cũng sẽ không đi xuống làm gì. Không biết mọi người có thấy phía xa xa đằng kia không ha? Mình đứng ở đây mình có thể thấy được tháp Lotte. Và sông Hàn nè. Rồi những cái cây cầu bắc qua sông Hàn. Tuyệt vời. Lên quá là người ta vẫn còn giữ một phía cái khu vực gọi là gì ta, treo mấy câu khóa tình yêu nè mọi người. Ngày xưa thì nó nhiều lắm, mà bây giờ nó chỉ còn lại một phía này thôi. Cùng xem nha. Ngày xưa thì ở đây mình có thể mua ổ khóa. Nên là mình có thể mua ổ khóa ngay tại đây luôn. Nhưng mà chắc là bây giờ người ta tránh kiểu như là quá nhiều á, cho nên là người ta không bán nữa. Rồi. Đấy. Thu mùa thu nó Hàn Quốc cũng ăn. Check-in tại Namsan đến đây đã kết thúc rồi. Đó. Mong là mọi người sẽ thích video lần này nha. Bây giờ thì mọi người cùng đi ăn tonkatsu với mình nha. Hồi nãy mình ra đường thì mình cũng có thể đi xe buýt xuống, nhưng mà tại sao mình phải tốn xe buýt để mình đi ăn đúng không? Thì mình quyết định là đi bộ. Có một cái con đường đi bộ dành cho những người mà thích leo núi á mọi người. Thì mấy lần trước mình đi thì mình cũng sẽ đi từ con đường này lên thôi, chứ mình không có đi từ con đường xe buýt, tại vì lâu lắm rồi mình mới đi lại đường xe buýt đi lên á. Sẵn thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi bộ xuống cái con đường này luôn nha. Let's go. Còn ở đây là lối ra khi mà bạn đi gì ta, cáp treo lên ha. Cáp treo lên hoặc là đi cáp treo ngược về thì cũng là lối ở đây. Đi bộ cái đường, đi bộ xuống đó mọi người. Sau khi leo cầu thang quá mệt mỏi thì mình đã bắt chước người khác đi ở trên cái con đường đất nền này nè mọi người. Nó sẽ thoải mái hơn thay vì mình đi ở cái cầu thang. Nó rất là mệt luôn. Ở đằng xa xa kia thì có cái tòa nhà 63 tầng, Dược Sâm Building. Xuống tới đây là gần xuống tới cái bãi đậu xe ở dưới đó mọi người. Thì dạo gần đây mình đi bằng xe nhà lên mà, cho nên là mình đi con đường này nhiều lắm. Ở đây có một con đường gỗ mới, hình như vậy.
Dạ, với lại ở dưới á, nó có mới hoàn thành một cái công trình công viên gì á, nói chung là ban đêm nó cũng lên đèn đẹp lắm. View of Seoul City from Hanyang Doseon Historic Site Museum. Thì mình đứng ở đây mình có thể thấy được cái vị trí từng cái điểm địa điểm kiểu như là nổi tiếng của Seoul đó mọi người. Đây thì ở đây nè, nó có cái gì? Yuksipsam Building với lại Hangang đúng không? Ngay phía kia luôn. Đó. Rồi ở đây là Park Won, đây là cái tòa nhà mà nó có hai cái đôi lặt lằn sọc màu đỏ đỏ ở ngay kia luôn. Là cái tòa nhà mà nó hay hiện ở trên hay lên phim á mọi người. Đây, ở phía đây là Gwanak-san. Gwanak-san. Gungnip-seol Hwanchung-won. Đây là cái giống như là cái nghĩa trang liệt sĩ á mọi người. Đây là cái con đường, đây là cái con đường mà ở cái công trình nó mới hoàn thành gần đây nè mọi người. Ở phía bên vệ đường thì nó có cái gì nè, có bông lau nữa, lau sậy hết à. Chắc mọi người cũng biết rồi ha. Nếu mà bạn nào chưa biết thì đây là cái cầu thang nổi tiếng ở trong phim Tên Tôi Là Kim Samsung. Không biết thế hệ của các bạn Gen Z bây giờ có biết cái phim Tôi Là Kim Samsung, Tên Tôi Là Kim Samsung có Hân Bin với lại Mùi Xích Kim Son Á đóng không ha? Chứ thời của mình lúc đó là rất là nổi luôn. Người ta có để cái biểu tượng đó luôn, gọi là cái điểm điểm cho kiểu như là mình chụp hình check-in đó mọi người. Đó. Samsung như kia bạn. Đó. Đây là cái quán mà đợt vừa rồi có xuất hiện ở trên Running Man đó mọi người. Đây mình sẽ xin cho mọi người cùng xem. Mọi người thấy không? Đó. Cái gần đây nhất. Ở đây nè. Cái bên ngoài cùng đó mọi người. Đáng lẽ là mình vô ăn từ lúc chiều á. Nhưng mà chỗ này gần chỗ làm của anh xã cho nên là mình đi lên quanh đó mình chờ ảnh ra ăn luôn. Nên bây giờ là 6 giờ hơn rồi, gần 6 giờ rưỡi rồi mà vẫn chưa ăn. Nhưng mà hồi nãy mình có ăn kiểu như ăn dặm á, ăn nhẹ một chút rồi. Chứ không thì đói vật vã luôn á. Bây giờ thì giờ chờ ông tới thôi. Mọi người nhìn bên kia kìa. U là trời. Khách du lịch cái gì á. Nhìn kìa. Đúng là từ khi du lịch bắt đầu trở lại là chỗ này nhộn nhịp trở lại. Chân. Cuối cùng thì anh xã cũng đã tới. Bây giờ hai đứa mình đang đi bộ lên lại cái quán và ăn thôi. Mình đã vô tới quán ăn rồi nè mọi người. Quán này nó có thêm tầng ở trên nữa. Ở trên có cầu thang mọi người đi lên thì nó sẽ có ngồi ở trên tầng trên nữa. Đó. Thì thường mình đi á, mấy cái quán tonkatsu á, ăn kèm nó sẽ có cái món súp như vậy nha mọi người. Đây. Phần quán tonkatsu đã ra rồi nè. Anh xã mình kêu quán tonkatsu. Cái món súp này nè mọi người. Cái này mọi người ăn hết thì mọi người có thể xin thêm nha. Còn ở đây là củ cải kim chi củ cải.
mình thì gọi một cái senzonkatsu, có nghĩa là tonkatsu là thịt chiên, còn senzonkatsu là cá chiên. Đây, phần senzonkatsu nó sẽ như thế này. Từng miếng cá nhúng bột chiên, rồi có hình như là, nếu không lầm là chi-su mọi người. Bây giờ thì mời mọi người cùng ăn với mình nha. Cái này không phải là chi-su nha mọi người, mayonnaise. Quá là no, với lại hơi bị ngấy á mọi người. Bên kia thì ăn hết rồi, bây giờ ổng đang ăn phụ mình. May là cá đó nha, chứ thịt là chắc nãy giờ mình đưa ổng ăn hết rồi đó.